Bạn cần mua robot giá rẻ, nhanh chóng, uy tín, hãy đến ngay shop roblox.vn. Ngoài ra shop còn có các dịch vụ như vòng quay may mắn với giá trị giải thưởng lên đến 8k robot. Bạn chơi game gà và bị họ anh em bạn bè mớm hành, hãy đến ngay dịch vụ kè thơi tại shop roblox.vn. Shop roblox.vn sẽ có người hỗ trợ túc trực 24/24 để hỗ trợ bạn khi gặp vấn đề. Vào ngay để ủng hộ cho mình nha. Hey yo, xin chào anh chị lại với kênh của mình. Thì hôm nay sẽ tiếp tự game Onslaught Tower Defense nha. Thì có rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm cái đội hình mà gọi là Goku tiến hóa luôn anh em ơi. Thì hôm nay ok, mình sẽ làm cái đội hình đó giống như lời anh em gọi là yêu cầu nha. Thì Goku là một cái đội hình mà tôi đánh giá là có khá là nhiều khuôn mặt anh em ạ. Trong nếu mà không kể tới Black Goku á anh em, thì gọi là cái dạng tiến hóa của anh ta thôi là cũng có từ 3 lên cả 6 sao rồi. Điều này thì mặc định chung là nó sẽ giúp cho Goku của chúng ta gọi là dễ tiến hóa hơn. Anh em gọi là chỉ cần săn Goku 3 gọi là đi cày thôi. Ngoài ra thì còn có thêm một cái phiên bản khác của anh ta, đó là Goku gọi là này nghe anh em, Goku mà phiên bản GT. Cái con này anh em thì tôi nghĩ á, nữa là nó sẽ tiến hóa lên Goku Super Saiyan 4, một cái dạng rất là ngầu lòi luôn anh em ạ. Rồi thì nói chung là tôi làm video là cũng đầu tư hết đấy. Thì tôi hiện tại là đang có hai cái con, tôi đã có gọi là ba con Goku max cấp 80 rồi, và còn con Goku 4 sao, con Goku 3 sao chưa cấp 80. Là ok, tôi sẽ fit ẹp cho hai con này max cấp luôn nha anh em. Đây thì trước tiên là Goku 4 đi. Nói chung là cái lượng ẹp của tôi thì nó cũng dồi dào do tôi có cái phần mềm auto farm khá là ngon. Đấy, một con Goku max thì chúng ta cần 15 con ẹp nha anh em. 15 con ẹp 15 con ẹp 3 với một con ẹp mini. Đấy. Giờ chúng ta đã xong một con. Giờ thì chúng ta hãy tiếp tục fit cho con Goku 3 thôi. Nếu mà fit không đủ thì thôi anh em. Đấy, 1 2 3 đấy. Tôi nghĩ là đủ, tại nãy tôi có điểm tôi có ướm thử cái gọi là gọi anh em ạ. Đấy, vậy là chúng ta đã xong đội hình Goku Max Level anh em. Thì tôi sẽ nhờ thêm một hàng nô lệ theo để chúng ta gọi là boost cái sức mạnh lên. Bởi vì anh em biết rồi đó, cái sức mạnh của Goku thì nó rất là lớn. Nếu mà không có boost sức mạnh thì nó gọi là coi cũng hơi chán, nên là thêm một ít người hỗ trợ theo thì nó sẽ hay hơn anh em. Rồi, không nói nhiều nữa, vào video để xem thử coi đội hình Goku tiến hóa nó sẽ mạnh mẽ thế nào nhé. Bắt đầu video thôi. Rồi anh em ạ, thì tới quay thứ 11 thì mình max farm, quay thứ 12 thì mình mới có gọi là dư giả ít tiền ra để bắt đầu chém gió anh em. Thì đây là cái gọi là cái binh đoàn của mình để thủ đầu tiên anh em ạ. Thì tôi dùng Goku GT để thủ nha anh em. Thì ok, chúng ta hãy cùng gọi là review sơ sơ con Goku GT đi. Tại vì con Goku GT này anh em, nó có một cái phần phim mà khá đặc biệt nên tôi khá thích nó anh em ạ. Rồi dùng cái con Goku God này thì tôi đẩy con, tôi nghĩ nên đẩy Goku God này xuống dưới xíu để cho mà nó thủ nó ở dưới, nó sẽ phòng thủ đỡ chiếm sân khấu của này hơn. Rồi con này thì chúng ta sẽ để lát nha anh em. Những cái lần nâng cấp của nó anh em nhìn kỹ nha, 400 mấy vàng nè, cộng 100 mấy đam nè. Rồi 500 mấy vàng cộng 400 mấy đam nè. Tiếp tục là 600 mấy vàng cộng thêm 15 răng cộng thêm 500 mấy đam, và có một cái gọi là transformation, tức là sự biến đổi thôi mà, kiểu như vậy. Đấy thì mấy con mà cái đuôi, có cái đuôi anh em, bà mẹ nó hay bị gọi là lắc kiểu này nè anh em. Giật nhìn nó ác lắm này mà. Cấp độ này thì nó đã có gọi là cái tuyệt chiêu nè anh em, super transformation, tức là siêu biến đổi này mà. Thì chúng ta hãy cùng bấm nha anh em. Super đó anh em thấy đó, cái sự mà biến đổi đó anh em, khi mà chúng ta bấm lên thì gọi là nó trừ 3 giây tốc đánh nha anh em. Giờ nó biến hình gọi là Super Saiyan các bạn. Ủa, được có chút xíu hả? Thì cái lượng đam của nó cộng 500 anh em. Hồi nãy tôi thấy nè anh em, hồi nãy cái lượng đam nó cộng 500, tôi để ý thấy nè. Đây. Cộng 500 đam lên anh em. Đó, nó cộng 500 đam lên nè anh em. Tốc đánh giảm 3 giây. Đó, cái răng thì không thay đổi nhiều lắm anh em ạ. Rồi thì cũng được, cũng VIP rồi anh em ạ. Nhìn thì cái bộ tóc của nó giống như nói thật thì cái bộ tóc của nó nhìn như kiểu lúc mà nó tiếng nó bật cái chiêu đó anh em, nhìn nó giống như bị thối anh em, cái đầu nó dịch ngược ra sao anh em, nó kệ cái vấn đề đó đừng quan tâm anh em. Ồ cái chiêu này hồi cũng nhanh đó chứ nhỉ. Cũng được. Rồi thì cấp độ sau nó sẽ cộng cho chúng ta là 900 đam nè. Rồi cấp độ cuối cùng sẽ cộng cho chúng ta là 1900 đam nè. Đấy, bây giờ thì chúng ta sử dụng được chiêu thử coi nó có khác biệt hay không nha. Thì nó cũng là cộng chúng ta 500 đam thôi. Đó. Thì bây giờ cái lượng đam nó lên 5000 anh em ạ. Đấy, nó đẩy quái thì đỉnh thôi rồi lên anh em ạ. Đó, 3 giây tốc đánh một lần 500 đam. Thì bây giờ hãy so sánh nó với gọi là một anh là 4 sao gọi là cũng VIP rồi ngày xưa nha anh em. Đấy, con này của chúng ta 10 giây tốc đánh 68 đam anh em. Đấy, hàm năm răng nhìn cũng ngầu lòi. Úp cấp trừ được 1 giây nè. Úp cấp sao trừ thêm 1 giây. Nhìn hoạt ảnh đánh chán thôi rồi các bạn ơi. Cộng 14 đam, cộng 5 răng. Cấp sau trừ 2 giây tốc đánh anh em. Đỉnh đấy. Cộng 8 răng nữa nè. Cộng thêm 19 đam nữa anh em. Đấy, cấp cuối của chúng ta sẽ lên thành Supernova 2 và trừ 2 giây tốc đánh là 4 giây đánh lần anh em. Cũng được.
Đấy, nhờ. Ôi, Supernova 2. À nè, lúc này bắt đầu có sấm sét nè anh em. Đấy, bắt đầu CCN 2 thì có sấm sét. Thì lúc trước tôi có làm cái video về mà cái đội hình bố con anh em, thì anh em nói tôi là nó lên CCN 2 nó mới có điện anh em mà. Ừ thì đúng là tôi mới nhận ra là như vậy nên mà trời coi cho lâu. Nhớ mấy cái dạng biến hình không, không nhớ mấy là mấy cái chi tiết nhỏ nhỏ đó anh em, thì xin lỗi anh em ha. Rồi thì nói chung là con này cũng được. Nhìn nó hề hề thôi, không có tác dụng gì lắm. Bây giờ hãy ra thêm cái con Gokuba cho anh em coi nhé. Tí sẽ dàn quân ra sao anh em ạ? À, tí mình sẽ dàn quân ra sao cho anh em. Đấy, cái cấp độ của chúng ta thì cũng 10 giây quanh lần. 5 5 cộng 5 rank cộng 8 đam. Cấp sao cũng trừ một giấy nè. Ôi, y hệt ông kia luôn. À, y hệt ông kia luôn anh em ạ, à, chỉ có điều ôi, thằng này thì up max cấp thì nó có cao ken nha anh em. À, đúng rồi, cao ken, đúng rồi, cao ken là đỏ nè. À, cao ken là học của ông thần vũ trụ, đúng bài luôn anh em ạ. À. 53 53 thời gian đánh, lượng đam thì chênh lệch khoảng mười mấy hai mấy thôi anh em ạ, hai chục đam, đúng hai chục đam luôn anh em, hơn hai chục đam xíu đấy. Cái sự chênh lệch thì nó gọi là không có quá là nhiều anh em ạ, thì nói chung là cũng được. Bây giờ hãy cùng coi Goku Goku năm sao ta nha. Đấy giờ thì gọi là coi anh em review hết, thì trong đây anh em thấy gì đó, chỉ có một chỉ có thằng Goku GT là nó đứng ở dưới đất thôi, còn lại là đứng ở trên hết nha anh em. Úp con Goku GT, úp con Goku lên max cấp cáp. Cái con này thì mới vô là có gọi là mới vô nó có, ủa mới vô nó không có AoE hả ta? À nhớ nhớ lâu quá không sử dụng này anh ta. Up 2 cấp mới có AoE anh em. Nè, X Blue Beam nè anh em. Blue Beam là Kamezuko anh em. Đó, để mới có AoE. À. Được cái hoạt ảnh nó đánh nhìn nó nhìn nó bực lắm anh em, mà phải nói cho anh em là cái con Goku này đánh nhìn cái hoạt ảnh nó làm gì mà cái hoạt ảnh nó đánh như thế này mà nó nghe nó lại không AoE, nhìn nó nóng thật sự anh em. Đấy, nó nhảy lên nó trưởng xuống nguyên cái hình tròn văng ra luôn mà không phải AoE, nhìn có nóng không chứ. Đấy mà thật kệ bà ở đây anh em, mấy quân cũ chứ người ta cũng không muốn sửa này mà. Lần trước là tôi dự đoán là con này nó sẽ đổi AoE nhưng mà cuối cùng không đổi anh em. Đấy cũng được. Cấp độ sau nè, cậu trừ một giây top đánh và có thêm cộng thêm năm mấy đam thôi, cũng được, cũng hơi phèn này mà. Rồi, vậy là chúng ta đã gọi là gần như à còn con nữa, còn ông nội nữa anh em. Còn ông nội mạnh nhất kèm của chúng ta nữa anh em mà. Đấy, ông Goku anh em, ông Goku này thì mấy video gần đây tôi sử dụng hơi nhiều chứ anh em cũng biết cái sức mạnh của nó tới đâu đó anh em ạ. Đấy anh em thấy đó, cái sức mạnh của nó thì trên là thẳng. Ô phải nói là mấy ông Goku này bật full hiệu ứng ấy, ông trưởng nghe ghê thật sự anh em. Thật sự là ông mấy ông này trưởng nghe, cái hoạt cảnh đánh nghe nhìn hoành tráng thật sự anh em. Mà có mình ông nội này có đam, ông nội gót có đam, mấy ông nội kia đam nhìn hời thật sự anh em. Đấy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ gọi mình sẽ dàn cái đội quân của mình ra để thủ anh em ạ. Thì mình sẽ dàn từ trên là cái đội hình yếu trước, sau đó chúng ta sẽ dàn ở dưới là cái đội hình gọi là mạnh nha anh em. Rồi bây giờ hãy cùng gọi là xóa hết cái con này, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại nha anh em. Ồ thì mình xin phép được giảm cái hiệu ứng xuống nha anh em, mình sẽ giảm hiệu ứng xuống còn gọi là medium thế thôi, medium tức là gọi là trung bình anh em, nếu mà nó còn lắc quá thì chúng ta sẽ gọi là giảm xuống tiếp. Bây giờ thì úp cái còi lên cái đấy, bây giờ chúng ta sẽ gọi là ở trên này là tôi sẽ để gọi là Goku 3 sao, ở dưới này tôi sẽ để là Goku 4 sao. Đấy, Goku 5 sao thì chúng ta sẽ để ngay cái vị trí này. Đấy, Goku 5 sao chúng ta sẽ để ngay vị trí này. Đấy và Goku 6 sao thì tôi thấy là cái sức mạnh cái đăng của nó cũng khá là bá nên chúng ta sẽ cho nó nằm ngay đây. Đấy, nằm ngay đây là ngay đây đi, ngay đây là hợp lý anh em, ngay đây là tôi nghĩ là có thể trưởng lên tới trên anh em. Thôi ngay đây hơi ngu, ngay đây không hay lắm, ngay thử đi. Ngay đây hồi thằng đô lại mình còn bứt ra, à đúng rồi, chúng thằng đô lại mình nó bứt trang cho mình thì mình sẽ đánh được cái này. Đấy vậy là ok cho anh em. Rồi thì cái vấn đề mà gọi là đặt quân ra, cái con Goku GT nó, Goku GT thì cái sức mạnh nó cũng cao nên chúng ta sẽ để ngay đây để nó hít búp luôn nha anh em. Đấy để cái con Goku GT ngay đây để nó hít búp luôn, giờ tí mình bấm chiêu cho dễ. Rồi Black thì sao anh? À vậy là thằng đợi mình nó có đem theo cái con Black Goku anh em. Black Goku hả? Black Goku để ở đây đi, để đi cho nó gọi là nó riêng biệt chứ gọi là mấy con khác đó. Thì Black Goku của thằng đợi mình là Black Goku 5 sao anh em. Nó là Goku hồng anh em, hay mình còn gọi cái tên vui vui là Blackpink đó anh em, nhìn cũng được. Black Goku thì lúc trước là một cái quân mà có thể so sánh với con Vize anh em, còn bây giờ thì không, nó không so sánh được với Vize đâu. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy cùng gọi là up max cái gọi là cái sức mạnh của những cái up max hết cái sức mạnh của những cái unit mà cần thiết lên nha anh em, cũng như là đặt những cái quân ra. Thì cái quá trình này thì mình sẽ bắt đầu tua nhanh nha anh em, tua lên cái quay khoảng cái hình này chắc là quay thứ 50-55 đi, mình trở lại nha anh em. Có Goku chắc quay 55 là hợp lý anh em. Rồi thì không nói nhiều nữa, tôi sẽ tua nhanh cái đội hình, tôi sẽ tua nhanh cái quá trình đặt quân này lên tới quay 55 thì chúng ta sẽ trở lại để chém gió anh em. Bắt đầu tua nhanh thôi. Be happy.
tomorrow for sure. Rồi anh em ạ, hình như là tôi hơi mãi rồi là chơi xíu nữa là chúng ta đã lệch qua quay thứ 56 anh em. Ok, 55 hay 56 nó cũng như nhau thôi anh em ạ. Rồi thì có vẻ như là thằng đệ tôi này, thằng đệ này thì nó đã gọi là chỉnh chu hơn anh em trong vấn đề mà đặt quân. Đa số là nó đặt thêm cái con này ở đây nè anh em. Đó thì cái ở video trước thằng đệ kia nó hơi ngu đần xíu, nó không có đặt mấy con này ra anh em. Nói chung á là nếu mà anh em chơi cái đội hình mà không có time stop á thì khi mà anh em đã đặt full cái dàn rán trên rồi thì anh em cứ trang bị mấy con này dưới đây, nó sẽ ngưng động cho anh em một khoảng thời gian thì được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu nha anh em. Đấy, đấy là cái gọi là cái tôi muốn nhắc nhở anh em thôi. Rồi bây giờ thì anh em hãy cùng xem nè, cái đây cái đội hình chúng ta. Thứ nhất là nguyên cái dàn gọi là nghe Goku của chúng ta. Đó thì tôi mới bán một con Goku ngay đây, một con Goku 3 sao, một con Goku 4 sao. Đó tôi cho nó vô đây để tí hàng đại tôi nó mát búp lên thì hai em nó còn được khích ké cái sức mạnh anh em, mà nói chung ai cũng muốn nhìn ngắm cái sức mạnh maximum của mình bao nhiêu mà. Thì mấy con quái hiện tại á là quay 57, cái sức mạnh của nó đã rơi vào khoảng là 2.4 triệu máu anh em. 2.4 triệu, 2.5 triệu máu, cũng gọi là kinh khủng anh em ạ, không có nhận được. Đây cái đàn Goku GT của chúng ta đây anh em. Khi mà cái con Goku GT chúng ta gọi là bấm chiêu trước khi búp anh em, thì nếu mà hàng đại thôi nó búp lên á thì chúng ta sẽ gọi là được hít ké thêm 500, 1000, thêm 1000 sức mạnh đó anh em, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đó mà tôi không rảnh đó anh em, rảnh đâu hơi đâu còn ngồi đi búp anh em, cả đàn chế thêm vụ kéo mấy nô lại vô cho búp đam nữa. Thì ra là tại tôi lười anh em chứ nếu đúng bài tôi cái này tôi phải đi solo tự búp đam tự búp rank anh em, mà thôi tôi kiểu dạng không muốn làm mà vẫn muốn ăn đó anh em, tôi mời mấy nô lại vô để nó gọi là nó búp đam búp rank cho tôi, nó rau đen tôi. Đấy, đấy cái đây là cái ý tưởng tôi đó anh em ạ. Rồi thì đừng đế mấy chuyện tinh tế anh em, bây giờ hãy cùng coi là cái đội quân ta hữu như thế nào. Thì em thấy rồi đó, cái đàn Goku chúng ta hữu khá là OP, khá là tốt, không tệ lắm. Đấy, này mấy con anh em thấy rồi đó, nói chung là cái sự tinh tế của chúng ta nằm ở ngay cái cách mà đặt quân anh em ạ. Tôi đặt quân rất là theo hàng ngũ này các kiểu nó, còn anh em thấy rồi đó, mấy thằng nô lại đặt quân nghe nhìn chán chưa chứ, nhìn nó nè, ai không có theo hàng ngũ hết anh em, nhìn khá là chán. Rồi thì đây là cái đội quân của chúng ta anh em, nó được boost đam boost rank lên thì cái con này thì 208, khi mà boost max đam max rank lên thì anh ta cũng được cái khoảng 800 đam, 1000 đam, cũng ngầu, cũng ngầu, không tệ. So với con này không boost đam người ta cũng được 4000 năm, hôm nay boost full đam lên được 800 cũng được, cũng VIP. Đấy, ông này thì boost đam lên thì kinh rồi, ông này top game anh em. Con Goku này top game anh em. À thì cũng luôn ở đây thôi gọi là giải thích cho anh em luôn, có một vài anh em hỏi tôi á, anh ơi sao, nếu mà sao anh không có gắn cái con Kirito vô cái gắn cái con Kirito vô, sao anh xài cái ốp cho nó, anh xài cái ốp rank cho nó, vậy là con Kirito nó bá lên rồi anh em. Thì anh nói thật với anh em á là nếu mà chúng ta thay, tại sao chúng ta phải gắn cho một cái con mà nó lép với hơn so với con kia cái ốp mà để tăng cái sức mạnh lên, trong khi chúng ta có thể gắn cái ốp mà blue eye cho cái con này anh em. Đó, chúng ta gắn cái ốp blue eye cho con Goku thì cái sức mạnh của nó sẽ trở nên đỉnh hơn rất là nhiều anh em ạ. Rồi gắn cho con kia nó tăng không được nhiều rank hết thì tại sao chúng ta phải gắn cho nó như vậy. Ôi nó là lũng anh em, lũng e hả. Thì cái vấn đề mà lũng e chắc là tôi cũng đã gọi là biết trước anh em, nhưng mà không phải bây giờ đâu anh em, thời là không phải bây lúc này đâu, mấy con này nó đi cũng không xa đâu anh em, đi tí nữa nó chết chắc gì. Cái quân đội của chúng ta gọi là thủ e nó cũng kinh lắm anh em ạ, chắc là không thua đâu, yên tâm anh em, tin tưởng không thua, không thua với bộ, không thua không thua không thua không thua, thủ tới nhà luôn mà không có thua được anh em ạ. Quay qua bắn cái một chết veo nè, đấy nó gọi không có thua ở cái quay đâu, tầm này còn hơi sớm để thua, chắc là thua quay 5-6 anh em, tại tôi cố tình lựa cái mắt này cho mau thua xíu. Ờ nè quay này nè anh em, có quay bài nè, cái quay sao mới thua nè anh em. Thì ok, nói chung là đội hình của chúng ta thì cũng gọi là mạnh chứ không phải yếu, nhưng mà về cái gọi là cái lửa map của tôi thì hơi ngu xíu nên chúng ta thua anh em. Nói chung là chủ đích cả tôi muốn thua sớm xíu tại vì tôi cũng hơi nhẹ anh em. Rồi đánh giá của chúng ta sơ bộ cái đội hình này thì tôi đánh giá là cái con Goku GT anh em là một cái unit mà thủ khá là chất lượng, còn cái con mà Goku 6 sao nè thì cái sức mạnh của nó thì không cần mà phải bàn cãi rồi. Nếu mà có thêm một cái dàn sức bọt cũng như là anh em có gọi là một cái tư duy mà lửa map mà chuẩn chỉnh á thì quay cao sẽ là một cái điều gọi là tất yếu này mà. Rồi thì ủa chưa xong nữa chàng gì kỹ ta, mẹ thấy con kia ủi tới nhà ta, sắp tạm biệt video mà sắp kỹ ta ủi banh nhà đấy mà không lô ông xong xong anh em sớm một. Ủa nãy mấy con bay vô lý nhờ hồi nãy mấy con bay đi tới nhà mà ta, hồi nãy thấy rõ ràng mấy con bay đi tới nhà ta, nó chào tạm biệt anh em mà sao kỹ ta. À, không sao tí cũng tạm biệt mà. Xuống này tới mấy con này nó bị biết gì nãy không gì không chỉ nó đặt mấy con này ra anh em, bà mẹ đặt mấy con này ra thủ ghê quá, đặt mấy con này ra nè anh em, nó sẽ gọi là hỗ trợ cho chúng ta cái vấn đề gọi là đánh stun mấy con quái anh em. Thì có nhiều anh em á tôi đánh giá là họ là không có linh hoạt trong cái cách mà chơi game anh em, gọi là nghe có mà không đặt anh em, tôi đánh giá rất là tệ. Có tới lúc mà nữa đây nữa tôi làm video gọi là đi tới Infinity tôi sẽ gọi là
thể hiện cái khả năng support tôi cho anh em coi. Đó, có nhiều anh em gọi là nghe đi Infinity, anh em gọi là hơi ráng, không có dám đặt con này ra để gọi là câu thêm thời gian. Tôi không phải như vậy, tôi sẽ cố gắng rồi tôi đặt cái con này ra để gọi là cho anh em coi cái khả năng đó. Tôi đánh giá là cái con Merlin này anh em đánh giá rất là tệ nó luôn. Đó, con Merlin này anh em nào cũng đánh giá nó yếu hết anh em. Và tôi không nghĩ như anh em ạ. À. Đấy, anh em nào cũng đánh giá nó yếu, tôi nghĩ là cái con này nó cũng gọi là đẳng cấp á chứ không có mà yếu đâu. Đấy nhờ. Thì với cái đội hình mà một carry như cái kiểu mà cái con Goku này mà kiểu lấy được 700 triệu RAM là anh em biết cái sức mạnh nó tới đâu. Ui. À, thấy ghê chưa? Đi tới đây nè, con này nó đánh chán được một cái thôi là cũng rất là tốt này mà. Đánh chán được một giây phút nào thôi là anh em sẽ gọi là cảm thấy hạnh phúc thêm gì cái mà giây phút đó. Đấy, đấy là cái điểm mạnh của con Merlin này. Rồi, bây giờ cứ từ từ mà xem thôi. Không vội. À, 3 triệu máu hả? 3 triệu máu mà nó còn sống được đây hả ta? 3 triệu máu thì 20 phát là thở. Ờ. Quan trọng là cái AoE nó bá quá anh em, phải đánh giá thật sự là cái con Goku này anh em. Cái AoE nó bá thật sự anh em ạ. Đấy, AoE nó nè, nó lay. Đấy, bá. Đấy, là anh em có dùng cái con kia nó cũng không được. Rồi thở oxy hả? Bình tĩnh. Rồi thở thiệt rồi. À. Con này nè anh em, cái lỗi con này nè anh em là đặt cái con này đây ngay nè, đặt cái con Merlin ngay đây nè, con Merlin đặt hơi cao nè, nên là nó gọi là nó khiến cho một vài cái con quái nó bị lủng đó, trả giá đó anh em. Đấy, trả giá là cái điều tất yếu rồi. Rồi thì ok, vậy là chúng ta đã xong được cái gọi là thử thách mà gọi là đội hình Goku tiến hóa nha anh em. Nếu mà anh em nào có ý tưởng làm video về cái gọi là đội hình tiếp theo thì nhớ để comment cho mình mà thấy cái ý tưởng nó hay được nhiều bạn mà yêu thích thì mình sẽ cố gắng làm nó sớm nhất có thể. Còn giờ thì cảm ơn anh em đã lựa chọn anh em mình trong hàng triệu video khác. Giờ thì bye bye.